Đây, hôm nay làm cái video hướng dẫn khởi động từ xa xe ASEAN. Em không bấm vào nút start top anh, nút start top này. Tắt máy. Đây, mình hướng dẫn anh em đang khóa cửa, mình bấm hai lần, bấm đúp hai lần nhanh vào nút lock cửa rồi ấn răng nút hôn, ấn luôn, ấn giữ. Muốn tắt thì ta làm ngược lại rồi. Okay.